Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn vì là đứa chăn thuê và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành. Ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha, và ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những đàn chiên khác không thuộc đàn này, cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn. Chúng sẽ nghe tiếng ta, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta, là ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi ta, nhưng tự ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận nơi cha ta. Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ 4 Phục sinh, Phúc âm Thánh Gioan chương 10, từ câu 11 đến câu 18. Chủ đề: Mục tử nhân lành. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa được gọi là mục tử của dân Israel, vì dân được tuyển chọn và là dân du mục trên hành trình về đất hứa. Trong cuộc hành trình này, Thiên Chúa hướng dẫn, bảo vệ và nuôi dưỡng dân người. Mục tử và đoàn chiên trong Kinh Thánh là một hình ảnh nói lên một tương quan gần gũi, thân thiết, sống chết cho nhau, chứ không phải một tương quan bầy đàn mang tính sở hữu của người chủ. Từ đó, hình ảnh người mục tử được áp dụng cho những kẻ Thiên Chúa ủy nhiệm để thi hành vai trò lãnh đạo dân người như Mô-sê, Đa-vít, các vua, các tư tế cũng như các thủ lãnh. Tuy nhiên sau này, kinh nghiệm của Israel về các nhà lãnh đạo là một kinh nghiệm đáng buồn vì gặp những mục tử vô trách nhiệm. Qua các ngôn sứ, Thiên Chúa đã khiển trách họ bằng những lời lẽ nặng nề vì họ đã không chăm sóc, nuôi dưỡng mà còn bóc lột đàn chiên, thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc, làm cho chúng tán loạn và biến thành mồi ngon cho thú dữ. Trước tình cảnh đó, Thiên Chúa hứa sẽ gửi đến cho dân người một mục tử chân chính để điều khiển họ trong sự công chính và bình an. Đức Giêsu đã đến và tự giới thiệu: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Như vậy, lời Thiên Chúa hứa đã được hiện thực, vượt quá sự chờ đợi của con người. Vì ngày đến không chỉ cho dân Israel mà còn cho toàn thể nhân loại. Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá là cái chết cho mọi người và vì mọi người. Như lời Ngài đã phán: Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này, tôi cũng phải đưa chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Tiếp nối Đức Giêsu, Hội Thánh đã sinh sản ra nhiều mục tử tốt lành. Tuy nhiên, vẫn không thiếu những linh mục và tu sĩ sống ích kỷ và tị hiềm nhỏ mọn, không thiếu những tranh chấp quyền hành và địa vị, không thiếu những người sống ù lì, hưởng thụ, mà còn chạy theo tiền bạc, đam mê, danh vọng. Có một số khá hơn thì lại rơi vào tình trạng linh mục công chức, làm việc theo khung giờ và cứng nhắc theo thủ tục, chứ không làm với trái tim. Đó là chưa nói tới giáo hội Việt Nam, không thiếu những linh mục sống như ông vua con, chỉm chệ trong dinh cơ của mình, không còn khả năng đi ra để chăm sóc đoàn chiên. Tại sao lại có những tình trạng như thế? Nói theo ngôn ngữ của cha Thierry Sadin, thì lửa tình yêu trong trái tim các ngài quá yếu, không đủ nóng và đủ mạnh để sưởi ấm cho đời. Ngày nay, có nhiều người trẻ không muốn đi tu, có thể vì họ thấy nơi một số các linh mục và tu sĩ có một kiểu sống khô khan vị kỷ, không quảng đại và vui tươi hồn nhiên, không sống tình bạn hữu thân thương trong đời thường. Chỉ khi họ gặp được linh mục hay tu sĩ nào phản chiếu được sự rạng rỡ của tình yêu, tức khắc chạm đến trái tim họ, để lại một ấn tượng khó phai mờ và nhờ đó gây nên một chuyển biến trong đời sống của họ.
Việc cầu nguyện cho ân thiên triệu mời gọi tất cả mọi thành phần của giáo hội nhìn lại đời sống mình để khám phá ra những bóng tối đang che mờ ánh sáng, những chai lì khô cứng đang làm nguội dần ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong mình, cả những ương lười và ham hố bên ngoài như những tảng băng làm tắt dần sức nóng. Cứ phải tạo lại cho mình nỗi khát khao sự sống mới, cứ phải nhóm lại ngọn lửa yêu thương trong lòng mình bằng đời sống kết hiệp với Chúa và phục vụ tha nhân mỗi ngày. Nhờ vậy, sự hiện diện của ta trở nên một dấu chỉ tốt lành để hướng mọi người đến việc phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Cũng với ý nghĩa trên mà Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho các ơn gọi lần thứ 61 này, ngày 21 tháng 4 năm 2024, Đức Phanxicô mời gọi mọi người hãy gieo rắc niềm hy vọng và xây dựng hòa bình. Chúng ta hãy thức dậy khỏi giấc ngủ, ra khỏi sự thờ ơ, mở những cánh cửa nhà tù mà đôi khi chúng ta tự nhốt mình lại, để mỗi người chúng ta có thể khám phá ra ơn gọi của mình trong giáo hội và trong thế giới, để trở thành người hành hương hy vọng và là người kiến tạo hòa bình. Chúng ta hãy say mê sự sống và dấn thân vào việc chăm sóc yêu thương những người xung quanh chúng ta và môi trường chúng ta đang sống. Với lời kêu gọi trên, sứ điệp năm nay không chỉ nhằm ơn gọi linh mục và tu sĩ, nhưng là của tất cả các ơn gọi, các bậc sống trong giáo hội, bao gồm cả ơn gọi hôn nhân gia đình. Vì thế, Đức Thánh Cha cho thấy, Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho các ơn gọi mang dấu ấn của tính hiệp hành. Có nhiều đặc sủng và chúng ta được mời gọi lắng nghe nhau và cùng nhau bước đi để khám phá chúng và để phân định điều gì Chúa Thánh Thần kêu gọi chúng ta vì lợi ích của tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành, Chúa dẫn con đến đồng xanh suối mát, đem bình an hạnh phúc cho xác hồn. Chẳng bao giờ chúng con sợ thiếu thốn nếu chúng con luôn nghe lời Chúa dạy và bước đi trên con đường Chúa dẫn. Lạy Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành, Chúa đã hy sinh đời mình vì nhân thế, không như kẻ chăn thuê chỉ yên bề, không như bao đấng ngồi chiếm trệ trên ngai tòa để cứu độ sinh linh. Chúa đã chết cho con đời sống mới, từ hôm nay và mãi tới muôn đời. Xin cho đoàn chúng con trong mọi lúc biết nhận ra ân phúc của đời mình, để luôn sống trong ân tình của Chúa. Trong kế hoạch yêu thương và cứu độ, Chúa vẫn chọn một số trong chúng con để nên như mục tử giữa gian trần, đại diện Chúa để phục vụ tha nhân. Xin cho các bạn trẻ biết mở lòng, nghe được tiếng Chúa đang vang vọng, biết đáp lại tình Chúa vẫn khát mong. Đừng ham mê danh lợi ở đời này, cũng chỉ là những ảo ảnh cuồng say, như gió thoảng như mây bay phút chốc. Xin cho con được một đời như Chúa, biết hiến thân để phục vụ tha nhân, biết hướng đến những người đang khốn khó, biết chăm lo cho kẻ bị bỏ rơi, để tình Chúa sáng lên trong cuộc đời, chính là niềm vinh phúc mãi không ngơi. Amen. Chân dắt đoàn chiến, Ngài đến để cứu độ nhân chân, để hợp nhất nhân loại. Ngài đến để đem lại nguồn sông, sự sống ngàn thu. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Ngài, biết thực thi lời chân lý,
lời ân phú, lời sự sâu, lời tình yêu. Sống giữa cõi đời với bao điều lôi cuốn, xin cho con thinh lặng nghe tiếng Chúa luôn vang lên từ sâu thẳm của trái tim mình. Giêsu mục tử nhân lành, chân dắt đoàn chiên. Ngài đến để cứu độ nhân trần, để hợp nhất nhân loại. Ngài đến để đem lại nguồn sống, sự sống ngàn thu. Xin cho chúng con biết lắng sâu cầu nguyện, biết dành riêng một mình cho Chúa, ở trong Chúa để trở nên một với Chúa. Xưa bao nhọc nhằn, bao nhiêu điều răng mắc, xin cho con biết tìm theo ý Chúa, luôn an vui chẳng lo sợ vì Chúa che chở. Đem lại nguồn sức, sự sống ngàn.